Xin chào quý vị trở lại chương trình Trực Chuyện TV. Trở lại cái vụ án khủng bố ở Đắk Lắk. Cái vụ án khủng bố là vụ án rất là nghiêm trọng rồi, không chỉ là đối với Việt Nam mà ngay cả thế giới mà nghe tới khủng bố thì người ta cũng phải rất là tập trung và phải chung tay với nhau để mà giải quyết tất cả những cái vụ việc. Và cái vụ án khủng bố ở Đắk Lắk đến ngày hôm nay có thể nói rằng là đã bị phá vỡ gần như là hoàn toàn. Mặc dù là tất cả các bị cáo đó mà chính yếu tham gia vào vụ việc hoặc là có liên quan đến vụ việc đã bị bắt hết và đang bị khởi tố và đang tiến hành điều tra để mà chuẩn bị đến một lúc phải đem ra và trình diện trước phiên tòa để mà có nhận những cái phán quyết. Thì cái vụ việc này đang tiến hành điều tra và đang mở rộng điều tra, người ta đã khởi tố cũng như là truy nã thêm 5-6 cái bị cáo nữa. Thì tất cả những cái người đó có lẽ là trong một thời gian nữa thì cũng sẽ bị bắt, cũng sẽ phải hoặc là đầu thú hoặc là người ta cũng phải sẽ truy tìm, ngay cả khi mà họ có chạy trốn sang một nước thứ ba, nước thứ nhì nào đó thì với cái tiêu chí chung là những cái nước phải tham gia cái việc mà chống khủng bố đó thì người ta cũng phải có cái trách nhiệm là dẫn độ trở về cho Việt Nam mà thôi. Cho nên trước sau gì tất cả các cái bị cáo liên quan đến vấn đề khủng bố sẽ nhận được cái sự hợp tác của coi như cái lực lượng cảnh sát quốc tế cũng như là cái sự hợp tác của tất cả các nước, chắc chắn là nó sẽ như vậy. Thì cái vụ việc này ngay từ ban đầu đó là chúng ta thấy rằng được khởi ra và cái sự việc tấn công bất ngờ vào hai cái trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk đã gây ra một cái sự chấn động, xảy ra một cái sự chết người vô cớ, trong đó có cả các cái người gọi là công an viên, rồi ngay cả những cái quan chức của xã và ngay cả người dân thường nữa. Cái việc khủng bố đó là nó rất là rõ ràng rồi, cái việc bắn giết, cái việc hành hung nó đã diễn ra mà không loại trừ một ai cả, không chỉ nhắm vào các cái quan chức không của chính quyền không mà ngay cả những người dân cũng phải bị giết. Cho nên thì đến ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng dư luận cũng như là phía bên Việt Nam cũng đã chính thức thừa nhận và thậm chí là báo cáo trước coi như là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cho thấy rằng đây là cái vụ việc là vụ việc khủng bố và xác định rằng có yếu tố nước ngoài nữa, có yếu tố của một cái tổ chức và cái trụ sở chính lại nằm ở có một cái trụ sở nằm ở bên Mỹ và cái tổ chức này đã cử người vào Việt Nam. Thì điều này đã được phía bên đại diện của công an Việt Nam đã đưa ra những cái thông tin khi mà có một cái cuộc họp ở tại Liên Hợp Quốc, và ngay cả đại sứ toàn quyền của Việt Nam ở tại Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra những cái thông tin như vậy. Và một người khác là Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng đã có những cái báo cáo với Thường vụ Quốc hội của Việt Nam cũng cho biết rằng cái vụ việc này là có yếu tố nước ngoài. Tất cả những cái vụ việc khủng bố như vậy, chúng ta thấy lần đầu tiên một cái vụ án khủng bố có cái số lượng người bị khởi tố, có cái số lượng mà bị cáo tham gia nó rất là lớn, rất là nhiều, cái tính chất nguy hiểm của nó là kinh khủng. Và có thể nói rằng cái vụ việc này đến ngày hôm nay thì cơ quan chức năng cũng chưa cho biết đó là tổ chức nào, đó là cá nhân nào. Nhưng mà ngay tại hải ngoại, ngay tại Hoa Kỳ đây thì nhiều cái tổ chức đã bắt đầu dậy này. Vừa rồi thì cái tổ chức người thượng gì đó ở bên tiểu bang North Carolina cũng đã đứng ra để mà tổ chức biểu tình. Họ biểu tình thì họ lại phản bác, họ cho rằng ở Việt Nam không nên đàn áp những cái người mà người thượng. Họ nói rất là nhiều điều, nhưng mà rõ ràng thì tại sao họ lại nhảy ra để mà họ họ lên tiếng như vậy? Còn đa phần những cái tổ chức khác, những cái tổ chức mà Việt Nam đưa vào cái danh sách bìa đen là tổ chức khủng bố hoặc là những cái cá nhân mà cũng liên quan đó thì họ cũng chỉ đăng đàn, họ cũng chỉ trích, họ cũng chỉ nói lung tung thôi, chứ không có tổ chức nào dám đứng ra để mà thừa nhận rằng mình đã đưa thành viên mình về ở trong Việt Nam để mà tham gia gọi là lập trình, hay nói đúng hơn là để lập ra một cái kịch bản và coi như là đã điều hành cái việc đó. Thì tất cả những người họ đều đòi né hết. Nhưng mà người ta thấy rằng sau khi mà xảy ra cái vụ việc ở Đắk Lắk á, thì những cái truyền thông bẩn, những cái truyền thông mà cổ xí cho cái vụ Đắk Lắk, họ muốn rằng cái vụ Đắk Lắk để mà được thổi phồng lên. Chúng ta đã từng thấy rằng ngay sau ngày 11 tháng 6 thôi, khi mà xảy ra cái vụ việc ngay lập tức,
thì có những cái kênh YouTube đã phải đăng đàn ngay lập tức, có những cái đài báo Việt ngữ hàng loạt gần như là đồng loạt nói cùng một cái giọng điệu giống nhau, là họ lên bài ngay lập tức và họ bình luận bình loạn, rồi họ phỏng vấn, họ đặt ra hàng loạt những thuyết âm mưu, và theo đó thì họ muốn nhắm vào những cái mâu thuẫn sắc tộc, những mâu thuẫn về người thượng, họ mâu thuẫn về đất đai, về gọi là đặt là cướp đất hay là làm ảnh hưởng đủ thứ chuyện hết. Chúng ta đã từng thấy những vậy rồi. Và theo cái giọng điệu như vậy là cái cách làm hồi trước tới giờ của những cái nhóm gọi là chống cộng cực đoan hay là muốn đấu tranh lật đổ chính quyền của Việt Nam. Tất cả những cái điều đó đó là họ muốn đi trước để mà họ tạo ra một cái định hướng của dư luận, và họ là những cái việc mà cấu kết với nhau. Cấu kết với nhau có lẽ là cùng chung một đảng phái, là cùng chung một cái mục tiêu. Cho nên thì người này nói ở cái kênh YouTube này, người kia nói kênh YouTube kia, người nọ đăng đàn trên báo Việt ngữ này, người kia đăng đàn trên cái báo Việt ngữ khác. Nhưng mà rõ ràng là cùng theo một cái giọng điệu để mà chi, để mà cổ súy, để mà kích động, để mà xúi giục, để mà thổi phồng các cái vụ việc, để tạo ra một cái phong trào quần chúng hoặc là phong trào dư luận để mà cho ta hiểu nó có thể là không đúng cái bản chất của cái vụ Đắk Lắk, nhằm cái mục tiêu là trục lợi, nhằm cái mục tiêu là để hoạt động chính trị. Tất cả những cái điều đó chúng ta đã thấy rồi. Thì đối với những kẻ mà hải ngoại đó thì ở Việt Nam có thể không can thiệp được, những cái đài báo, những cái YouTube thì ra rã chửi Việt Nam hàng ngày, thì cùng lắm là ở trong Việt Nam chỉ chặn, không có cho để mà phát tán, không có thể mà truy cập được thôi, chứ còn mà xóa vĩnh viễn thì gần như là rất là khó. Bởi vì các cái nền tảng đó thì nó đóng ở nước ngoài, thí dụ như YouTube, thí dụ như Google, hay là ngay cả Instagram hay là TikTok, cái gì cũng là của nước ngoài, và họ đã sử dụng những cái nền tảng đó, họ ra rã, họ pháo kích vào trong Việt Nam ở trên mạng xã hội, họ cứ tấn công và họ cứ nói những cái điều, nhất là trong cái vụ Đắk Lắk chúng ta đã thấy rồi, nhiều kênh YouTube đó, rất là nhiều kênh YouTube, thậm chí có những kênh YouTube đã từng về Việt Nam nữa mà cũng lái cái vụ việc này, cũng cố tình phỏng vấn những cái người mà có liên quan. Thí dụ như trước đó thì họ phỏng vấn với nhau để mà phân tích cái vụ mà Đắk Lắk theo cái hướng của họ. Sau đó thì cũng liên quan tới cái vụ mà tung tin thất thiệt, tung tin mà gọi là bịa đặt hoặc là kích động trong cái vụ Đắk Lắk, như là cái kênh của Nguyễn Văn Đài. Thì sau khi mà cái kênh của Nguyễn Văn Đài bị sụp, bị YouTube người ta đánh sập đó, thì họ lại đi phỏng vấn Nguyễn Văn Đài để mà khuếch tán cái tiếng nói của Nguyễn Văn Đài, để mà muốn lưu giữ cái tiếng nói đó để mà tạo ra cái sự lan tỏa của nó, để hòng để kích động tiếp tục, hòng để mà làm cho cái điểm nóng của cái Đắk Lắk nó lớn chuyện. Và những cái điều này họ đang đem cái an nguy về cái an ninh của Việt Nam để mà họ trục lợi, và để mà họ muốn đánh đố với cái chính quyền của Việt Nam. Tất cả những kênh YouTube đó có lẽ rằng nó đang trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như vậy mà người ta lao vào, là chỉ có thể rằng nó là thành viên của các cái tổ chức, hoặc là nó có một sự câu kết, có một sự kết hợp chặt chẽ, và hòng để là cái gì, mục tiêu chung vẫn là chống chính quyền Việt Nam, để mà hòng lật đổ, thay đổi thể chế của Việt Nam, giống như là giọng điệu của Nguyễn Văn Đài nói rằng đấu tranh để mà thay đổi cái chính quyền của Việt Nam. Thì thật ra thì Nguyễn Văn Đài mà nói những cái điều đó, đối với những người mà chống cộng ở hải ngoại chả ai tin cả, bởi vì bản thân của Nguyễn Văn Đài là cái người mà xuất thân từ cái chế độ cộng sản, được đào tạo lớn lên trong chế độ cộng sản, qua đây thì bây giờ hô hào quấn cờ vàng và hô hào chống cộng thì chả có ai tin, và dĩ nhiên rằng là cái tầm nó lại còn khác nữa. Nhưng mà hôm nay là chúng ta không nói Nguyễn Văn Đài, chúng ta đang nói về những cái kênh, những cái chương trình đang phát tán. Thì những người mà ở hải ngoại đó thì họ nói thì cũng khó để mà cho Việt Nam có thể là can thiệp. Tuy nhiên thì cái sự sai phạm ở trên YouTube đó, ví dụ như là Nguyễn Văn Đài hay là một cái kênh nào khác mà nói liên quan đến vấn đề Đắk Lắk, nó vi phạm là những cái tiêu chuẩn chung của phía bên YouTube thì người ta đóng. Người ta đóng đó, thí dụ có một sự báo cáo của chính quyền Việt Nam hay là những người ở trong nước mà người ta báo cáo. Thí dụ họ cho rằng là cái người đó hô hào cổ súy, kích động hoặc là liên quan đến vấn đề mà họ cho là khủng bố, thì kích động khủng bố hay là
giúp sức hay là tài trợ bất cứ một vấn đề gì cũng đều là sai phạm hết. Không thể nói rằng là YouTube là cái xứ sở là một cái nơi tự do ngôn luận các thứ, là lên đó có thể là muốn kêu gọi cái gì cũng được. Chúng ta đã từng thấy rồi, ngay cả Google, ngay cả nhiều cái nền tảng cũng vậy. Trước đây có những kẻ mà họ khủng bố, họ lên đây, lên trên mạng xã hội, họ chỉ dạy cái cách chế tạo thế này, chế tạo cái kia để mà gây hại cho người này người khác cũng không được, người ta không chấp nhận được, người ta dẹp bỏ ngay lập tức. Không thể đưa ra những cẩm nang này cẩm nang kia để mà hại người ở trên mạng xã hội được. Tất cả những cái điều đó nó sai phạm, cho nên người ta phải đóng kênh. Và cái việc đóng kênh đối với những kẻ nước ngoài thì nó thuộc về cái thẩm quyền và cái quyền quyết định của các cái đại công ty đó, những cái công ty cũng ở nước ngoài. Còn đối với ở trong Việt Nam thì sao? Ở trong Việt Nam mà nếu mà đưa ra những cái thông tin thất thiệt như vậy, những cái thông tin mà bậy bạ và cổ súy cho cái khủng bố, thì chắc chắn rằng luật pháp Việt Nam sẽ phải trừng trị. Thì vừa rồi chúng ta đã thấy rồi, ngày hình như là ngày 11 tháng 7 năm 2023 đó, thì ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành bắt giam và khởi tố một người mang tên là BVNL, có thể là Phan Văn gì đó hay là Phạm Văn gì đó chúng ta cũng không biết. Người ta muốn giấu tên, người ta muốn để biết vậy thôi. Và khởi tố cái người này là bởi vì người này đã sử dụng mạng xã hội, cụ thể như là Facebook, cũng đã có những cái sự tuyên truyền, có những cái sự mà cổ súy, thậm chí là khen ngợi một cái tổ chức ở bên hải ngoại. Và người ta nói rằng đó là cái tổ chức Việt Tân. Và cổ súy cái việc mà khủng bố ở Đắk Lắk. Tất cả những cái điều đó thì đã là không được phép rồi. Ngay từ khi xảy ra các vụ việc, phía bên Bộ Công an của Việt Nam cũng đã đưa ra những khuyến cáo là tất cả những cái thông tin báo chí, ngay cả chính thống hay là trên mạng xã hội gì nữa, cũng phải rất là cẩn trọng và không có được đưa ra những cái thông tin bậy bạ. Bởi vì trong cái thời điểm rất là nhạy cảm, ai cũng biết được rằng một cái xã hội Việt Nam là một cái xã hội đang phát triển và cần một cái sự ổn định, một cái sự vững bền. Và người dân Việt Nam hoàn toàn có cái quyền để mà sống trong cái môi trường lành mạnh đó. Không ai muốn gây ra một cái sự mà bữa nay thì nó đặt bom chỗ này, ngày mai đặt mìn chỗ kia, rồi gây một sự hoang mang rối loạn trong quần chúng được. Cho nên những thông tin bịa đặt, những thông tin kích động, nhất là kích động hận thù, kích động sắc tộc, kích động tôn giáo, kích động về mọi cái mâu thuẫn đó, để mà tạo ra những cái bất ổn, thì đó là nhằm chống chính quyền. Và quả thật thì cái ông Phan Văn L đó cũng đã bị khởi tố về cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một cái tội danh rất là nặng, cái tội mà nó nằm trong cái chương tội là chống chính quyền. Không thể bực tức hay là không thể mà lợi dụng vào trong cái vụ Đắk Lắk đó, lên trên mạng lại là đi khen ngợi cái đám khủng bố, lại ca ngợi các tổ chức ở nước ngoài, cho rằng đó là một cái chiến công, đó là một cái vụ việc mà cần phải nên làm chăng. Tất cả những cái điều đó là phải trả giá thôi. Ở đâu thì phải tuân thủ luật pháp của nước đó. Vả lại ngay khi xảy ra vụ việc, người ta đã yêu cầu không có được đưa ra những cái thông tin bậy bạ rồi. Tất cả những cái điều này bây giờ nói là dần nước đã đến rồi, xuống đường đi, đốt đi, phá đi này kia nọ, những cái kẻ mà lớp 5, lớp 7, những cái đám chống cộng cùi ở hải ngoại, chống cộng cực đoan ở hải ngoại, nó đăng đàn, nó ngồi một cái chỗ, nó ăn bơ sữa, nó ngồi, nó nói gì nó nói. Nó đâu có bị bắt đâu. Trong khi đó ở trong Việt Nam, đang tuân thủ pháp luật của Việt Nam, pháp luật của Việt Nam không cho phép làm cái chuyện đó, nhưng mà lại đi làm, chắc chắn phải bị trả giá thôi. Không thể bắt chước theo cái đám ở hải ngoại được. Đám ở ngoại thì nó khác rồi, nó đâu có dám về đâu. Nó ngồi ở một chỗ thôi, nó la hét, nó thiêu dệt, để mà nó trục lợi, nó kiếm view, kiếm tiền, kiếm của gì đó, hay là để nó đánh bóng cho cái tổ chức của nó. Chứ còn nếu như nó đi về Việt Nam mà nó có dám làm như vậy đâu. Tất cả những cái điều này nó liên quan đến cái vấn đề khủng bố, mà cái chữ khủng bố đó là rất là nghiêm trọng. Đến ngày hôm nay thì chắc chắn cái vụ án này sẽ được mở rộng, vụ án này sẽ được làm rõ hơn nữa. Và người ta tin chắc rằng các cái bị cáo có lẽ là không dừng ở đây, có thể là nhiều hơn.
Nhiều người thì nói rằng là tại sao khởi tố nhiều quá, thông tin ban đầu chỉ có 30-40 người gì đó đột nhập vào trong hai cái trụ sở thôi, bây giờ lại bắt tới 7-80 người mà còn chưa ngưng. Thật ra họ nói những cái điều đó là họ chả biết gì pháp luật cả, họ chả biết gì vấn đề mà điều tra phá án là như thế nào. Dĩ nhiên là người ta điều tra kể cả những người tổ chức, những cái kẻ lãnh đạo, những cái kẻ chóp bu, những cái kẻ hoạch định, những cái kẻ mà họ tổ chức, họ xúi giục, họ họ cung ứng rồi đó, họ đâu bao giờ họ xuất hiện đâu. Họ ở nhà, họ ở một cái chỗ nào đó, họ một cái dinh thự nào đó, hay là một cái chỗ an toàn nào đó, họ một cái hầm trú ẩn nào đó để mà nó chỉ đạo toàn bộ vụ việc. Thì bây giờ sau khi mà họ bắt được 30-40 người ở thực địa ra, họ khai hay là họ lần ra dấu vết, họ bắt hết chứ, bắt trọn ổ, bắt 100 người, có khi 100 người còn ít, có khi họ bắt hơn nữa. Nếu mà có liên quan đến rồi là họ bắt thôi, không có vấn đề gì, phải tận diệt, phải là tiêu diệt tận ổ, và những cái mầm mống phản loạn là phải dẹp thôi. Ngay tại Mỹ, tại nước Tàu mà cũng phải làm như vậy, thì sao không làm? Tại sao cái vụ đột nhập vào trong cái tòa Capitol của Hoa Kỳ bây giờ đã khởi tố bao nhiêu người rồi, cả ngàn người rồi, tại sao dữ vậy, nhiều quá vậy, bao nhiêu người họ đột nhập vào đó rồi, đâu phải ai cũng đột phá đâu, tất cả những người đó bây giờ là khởi tố và còn vẫn muốn bắt thêm nữa. Tất cả những cái vụ việc chúng ta thấy rằng mà ở đó là chưa có phải là có tiếng nổ, chưa có chết người, còn ở đây có tiếng nổ, có chết người, có tấn công rất là manh động, rất là dữ dội, chúng ta thấy rồi. Và tóm lại đó, thì đối với cái vụ việc khủng bố ở Đắk Lắk thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những người mà tung tin thất thiệt mà sai trái về cái Đắk Lắk cũng phải bị xử lý, và thực tế cũng đã có hàng trăm, hơn hơn 100 các cái tài khoản mạng xã hội đã đưa ra những cái thông tin không đúng, nhưng mà sau đó thì bị cơ quan công an mời lên hay là chính quyền mời lên, người ta xử lý và sau đó người ta xử phạt hành chính. Xử phạt hành chính là chủ yếu bởi vì cái mức độ của nó còn nhẹ. Còn đối với cái tên mang tên là Phan, coi như là BVNL đó, thì cái người này có lẽ rằng rất là nặng, bởi vì cổ súy, bởi vì ủng hộ, bởi vì kích động, bởi vì tung hô cái nhóm mà gọi là những cái tổ chức ở bên ngoài hải ngoại nữa. Rồi kể cả cái tổ chức gọi là nhà nước đề ga gì đó, chúng ta thấy là nhà nước đề ga là một tổ chức Việt Nam xác định rằng là phản động, một cái tổ chức mà chống chính quyền, đòi ly khai, đòi nói vấn đề ly khai thì không có nước nào chấp nhận ly khai cả. Có nhiều người ở hải ngoại nói rất là vui khi nói rằng ở Việt Nam là lấn đất rồi giành đất gì của những người thượng, người này người kia người nọ, mà chúng ta biết rằng ở Việt Nam cái lãnh thổ nó chung như vậy rồi, người thượng cũng chỉ là một cái sắc tộc thôi, cũng chỉ một dân tộc ở trong Việt Nam thôi, cũng sống chung trong cái xã hội Việt Nam. Ngay cả hồi thời Việt Nam Cộng Hòa thì cái tổ chức mà gọi là Phú Rô cũng nhân danh người thượng, người ta cũng chống đối chính quyền vậy, người ta cũng đòi ly khai. Đối với cái những cái ngoại bang lúc nào nó cũng muốn cho cái đất nước bất ổn, nó cũng muốn cho cái ly khai cả. Chúng ta đã từng thấy như vậy rồi. Ở Nga thì họ muốn Chechnya là phải ly khai khỏi Nga. Rồi bây giờ thì ở Ukraine họ cũng muốn có nhiều cái mà phải ly khai. Ở Trung Quốc họ cũng muốn có ly khai. Ở bên nước ngoài lúc nào họ cũng nhìn vào cái ngoại bang mà họ chống đối một cái quốc gia, họ cũng cố tình họ nuôi dưỡng và họ muốn làm một cái đất nước đó nó có những sự ly khai, những sự bất ổn. Và người dân ở trong cái đất nước đó mà lại đi nói theo cái giọng điệu của cái bộ ngoại bang, cái bộ chống chính quyền, cái đó muốn làm rối những cái người trong nước, thì rõ ràng là vi phạm. Chúng ta cần tích theo cái góc độ của pháp luật Việt Nam, tất cả những cái điều này là hoàn toàn bị cấm đoán. Cho nên đến ngày hôm nay đó thì cái việc mà khởi tố ông BVNL của Quảng Ngãi với cái tội danh căn cứ theo cái điều 117 thì chúng ta thấy rằng nó rất là nặng nề đó, chứ không phải đơn giản đâu. Không thể nghĩ rằng ở lên mạng là muốn nói gì nói, muốn tung hô, muốn cổ xí, muốn làm gì nói, nhưng mà cũng có không biết là cái ông BVNL này có dính dấp gì đó cái tổ chức ở hải ngoại hay không, có nhận tiền hay là có sự trao đổi gì không, thì tất cả những cái điều đó chúng ta phải chờ đợi sau khi mà có cái kết luận điều tra, cũng như là sau khi có cái cáo trạng, hoặc là ngay cả có bản án, hoặc là diễn biến tại phiên tòa, thì chúng ta mới biết được rằng là người ta sẽ công bố những cái tình tiết gì. Chứ còn đến như bây giờ, mà thật ra thì căn cứ theo pháp luật Việt Nam chỉ cần đăng đàn, chỉ cần nói những cái thông tin
nó rất bậy bạ như vậy để mà chống chính quyền thì là bị phạm tội rồi, nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong cái lúc mà liên quan đến cái vụ mà khủng bố. Thật ra đó, đối với cái vụ mà an ninh quốc gia là người ta hoàn toàn có thể bắt bất cứ lúc nào, bởi vì một cái người nào đó, thí dụ nổ sản rằng tôi có quen biết với một những cái người ở trong đó đó, mấy đứa em tôi cháu tôi gì đó, chỉ cần mà nói như vậy thôi người ta cũng thể là mời mình rồi, người ta cũng thể mời mình để mà làm rõ, người ta có thể bắt giam mình rồi, cần phải đối chất, cần phải làm này kia nọ có liên quan đến lực lượng khủng bố hay không, chứ không thể nổ sản được tôi cho tiền nó, tôi làm cái này làm cái kia và tôi đồng ý ủng hộ nó là làm đi lớn xuống đường đi kêu gọi mọi người các thứ đi, không thể. Tất cả những cái điều đó là hoàn toàn vi phạm pháp luật và nước nào họ cũng sẽ bị bắt hết, nước nào cũng bắt hết, nước nào cũng sẽ không có thể chấp nhận cho cái việc mà khủng bố cả. Một cái dấu hiệu, một cái dấu vết liên hệ một chút thôi, người ta cũng phải mở rộng điều tra, người ta cũng phải tiến hành điều tra. Và lúc đó đừng có nói gì vấn đề dân chủ nhân quyền gì cả, bởi vì luật pháp là luật pháp, người ta bảo vệ cái an nguy của cái số đông là quan trọng hơn, về cái an toàn của xã hội, cái sự phát triển lành mạnh của xã hội, cái thịnh vượng của một xã hội mới là quan trọng. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và cũng cảnh báo luôn tất cả những người mà sử dụng mạng xã hội đó, nhất là ở trong Việt Nam, khi mà trong cái lúc mà nói về cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk phải rất là cẩn trọng, không thể mà suy diễn hoặc là suy nghĩ theo cái cách của mình, rồi mình đi kết luận, rồi mình đi chia sẻ công khai trên mạng xã hội một cách rất là sai lệch, thì cái điều đó mình sẽ bị trả giá, có thể mình bị khởi tố, có thể bị xử phạt, đó là một cái điều tất yếu thôi. Thì chúng ta muốn chia sẻ đến ngày đến đây, và xin trả lời quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào.